mình nói dối với mình bao nhiêu lần. Nhổ cho anh đi trong bàn ấy. Người đấy. Nhiều tóc bạc lắm à? Nhiều lắm đây này. Sao không bảo vợ nhớ cho? Bây giờ nó còn giận anh ấy. Lâu lâu anh mới về nhà nó còn nghi ngờ anh đi với ai, với em. Nó còn nghi ngờ nó không nhổ cho đâu. Nhiều tóc bạc lắm à em? Nhiều lắm. Ê, già rồi. Mà nhìn vẫn thấy trẻ mà. Thế à? Ừ. Vợ anh nó không không biết để con thế mai, hay là em để cho anh một đứa con đi. Yeah. Nhưng mà nhìn em, anh có thấy nhìn em già không? Không, đẹp mà. Ừ. Đẹp lắm. Có cho em thì vợ em thấy thì sao? Biết thì sao? Nó nếu mà nó biết thì anh bảo là tại nó không biết để con thì anh mới đi cho người khác để cho chứ có phải. Thế anh lấy chị lấy vợ anh lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm rồi, 3-4 năm rồi. Yeah. Đã biết tại anh hay tại nó. Đấy, thế. Chủ. Còn nhiều tóc bạc không em? Còn nhiều lắm. Thế hôm nay không có việc gì làm hay là chiều em đi với anh đi hôm qua anh thấy họ gặt lúa ở kia, họ gặt xong rồi. Nhưng mà không có người gánh, họ muốn thuê người gánh hay mình đi gánh thóc thuê cho họ đi nhỉ? Ừ, đi. Dậy chuẩn bị đồ. Em nhổ nốt cái này cho đó. Không, hôm dậy, nào. Dậy tí chuẩn bị đồ xong tí chiều mình đi nhỉ? Ừ, hôm nào đầy nhổ cho. Ôi nhiều. Bạc ghê. Đi thôi nhỉ, đi đi làm thuê thôi nhỉ. À, thế mình đi làm thuê đi nhỉ. Đi. Đóng cửa vào. Áo xong là đi đi nhỉ, đóng cửa vào. Để đi. Mà áo, anh bóc. Rồi đi thôi anh ơi. Đi. Dọn qua họ dưới kia, đi gánh ở dưới kia. Bác là thế ruộng của bác ở đâu ấy? Bà thuê cháu gánh. Ruộng của bác ở kia. Bên kia à? Ờ. Thế bạp lên cái thứ ở đây à? Đây, bạp ở đây. Đi gánh về để đây à? Vâng, để đây. Thế bác dẫn cháu đi xem cái ruộng. Để cháu còn gánh. Đây của bác đây. Vâng. Gánh hết từ này. À? Gánh hết từ này sau xong bác sẽ trả tiền cho nha. Vâng. Nhưng mà cái này mấy tấm đây bác ơi. Cái này mới có 1.000 thôi mà. Vâng.
sợ tụt. Kiếm cái củ đã nhiều quá nhỉ. Đi làm mệt thật đấy, gánh thóc mệt thật. Mệt nhỉ. Em cũng mệt nhưng mà nghỉ một tí, em đi chợ mua thức ăn đi. Không, anh ở nhà nấu cơm không thì không có gì ăn đâu. Vâng. Anh muốn đi theo mà sợ và anh thấy. Thì vâng. Em tự đi nhé. Em tự đi cũng được. Em ở nhà nhé. Anh đi nấu cơm nhé. Mười nghìn.
xem có cái quả mướp nào không. Trước trồng chứ. Ô, có một quả mướp à. Quả mướp này nấu canh. Mai phải mua cho một cái dao khác này, cái dao này thì đi Pháp này nọ gọt dao cái này không được đâu. Làm dao à? Em gọt quả mướp nấy ở đấy. Em mua đến cái gì rồi? Này nó chỉ cũng đắt quá, em mua cá mắm với nước tôm. Yeah. Thế thì nấu canh mì tôm với lại mướp là được rồi. Vâng. Cá mắm xào là được. Em nấu cá mắm trước đi, anh gọt cái này chậm lắm. Vâng. Cá mắm này lạng bao nhiêu? 10.000. Lạng 10.000 một cân, 100.000 cũng đắt ngang thịt lợn rồi, còn thịt lợn 120-130. Vâng, thịt lợn 120-130 nữa. Mà ăn cá mắm cũng ăn ngon cơm mà. Mướp này trồng hay lấy về đây trồng nhiều cũng được đấy. Mình hôm trước có một gốc mà nó cũng xài to đó hết. Hôm nọ trồng nhiều mai lắm phát nhưng quanh mà đằng sau này đi không trồng mướp, có khi còn có mướp đi bán. Làm sao? Ở nhà vợ cũng ăn cá mắm, về với bồ cũng ăn cá mắm. Đi đi. Mạnh gà đấy. Chưa kịp góp mà. Hoàn cảnh hôm nọ bảo lấy cho. Quên không được mua cái chậu nha. Mai đi làm được thì mua cái chậu về ấy nhỉ. Cá mắm chín chưa em ơi? Sắp chín rồi. Anh rửa mướp xong rồi tí nấu cá mắm. Tí xong rồi nấu tí canh mướp lên. Đúng. Nấu với mì tôm nhỉ? Ừ. Mì tôm ăn ngon. Xong chưa? Xong rồi. Lấy cái chảo này anh đi rửa để nấu canh mướp. Nó sôi xong là cho mướp xuống, cho mì tôm xuống nhỉ? Vâng. Làm một gói hay hai gói? Chắc nấu một gói để mai. Nấu canh về cần một gói thôi mà. Thế cũng được. Đây này. Gấp sẵn cho anh làm cho ăn nhé. Ở nhà anh cũng hay nấu mà. Thế rồi anh sướng rồi nha. Bây giờ lại đi làm cho em.
rồi đấy. Thì em lấy cái cơm ra này. Ui, anh lại bị thế, em cái thật đấy. Lấy cái bát con, anh múc cái này đấy. Lấy thêm một đôi đũa. Vâng. Hơi đầy đi em, hơi đầy đi em ạ, nóng. Ừ. Được quá. Đổ ra ngoài thôi. Ôi trời, đổ đây nhỉ. Ôi làm thế nào đổ rồi. Không sao, ý không. Anh ngồi đi, nên ăn. Này cất cái chảo đây. Nhìn cũng ngon nhỉ. Anh làm thấy ngon. Làm cho gì cũng thấy ngon. Nhưng mà em ngon hơn. Úi, em lại. Anh thấy em ngon nhất. Ở đây yeah. Mới đến mấy cái này ngon sao thôi. Vừa em này đi làm mệt đói cơm rồi đấy nhỉ. Vâng. Em cũng đói lắm. Anh, em ăn đi. Vâng. Thế anh ở nhà anh đi làm gì nào? Không. Lúc thì làm, lúc nghỉ thì về nhà. Lúc thì về đây. Ừ. Về em. Tại vì anh cơm với em thì ăn thấy vui. Mình ăn cũng người ăn lắm. Con thì đi học rồi. Thế thì từ bây giờ anh ở với em suốt nhé. Vâng. Bây giờ, nhưng mà vợ em biết thế sao? Anh thì anh bảo đi làm công trường, vợ anh không biết được hôm trước. Vợ còn đi theo tận công trường, thấy anh ở đấy rồi anh dẫn đi tận đấy chắc nó không nghi ngờ đâu. Yeah. Nó không biết được. Ừ. Không nghi ngờ anh được không? Về lâu lâu cũng không về thì chị chỗ anh chẳng nghi ngờ. Lâu lâu cũng phải về nhà chứ. Anh ăn no rồi em ăn sau nhé. Vâng. Cất cái bát rồi này nước. Ôi dồi, nóng thật đấy. Nấu ngon, em ăn nhiều thế. Thế à, thế thì ăn nhiều vào để có sức khỏe đi làm nữa. Vâng. Ăn thông ngủ đi. Hả? Ừ. Ê, em ăn xong rồi à? Em ăn xong rồi. Thì anh hồi dọn. Để nhớ xuống. Em dọn cái này thì em, anh dọn cái lá này. Vâng. Cơm xong nóng rồi. Ừ. Vâng. Cái chiếu này đắt quá nhỉ. Ừ. Đắt hết rồi. Đắt hết rồi mà, đây này. Cái có tiền không? Chiếu cũng đắt mà mỗi lần rửa rau cũng không có cái gì để rửa rau xanh á. Còn rửa bằng cái chảo này thì không lên đâu. Vâng. Là anh tính thế này, rau cũng chẳng có rau. Có một cái rau quắm này thì đi phát này phát nọ rồi, còn thái rau thái ấy không có thì anh đang tính là cơm xong, cũng ăn cơm xong rồi thì em ở nhà chờ nhé. Vâng. Thì anh chạy về nhà xem, nếu mà vợ anh nó không ở nhà thì anh lấy một cái chậu với lại một cái chiếu ở nhà ấy, với lại con dao, một con dao bé nữa. Lấy nhiều thì vợ anh thấy không, nhà ấy có nhiều cái nó không biết đi đâu, nhưng mà anh lấy nó ở nhà anh mới lấy thì nó không biết rồi. Cẩn thận mà tính. Ừ. Em ở đây chờ nhé, đây. Anh tranh thủ về nhà xem nó không ở nhà thì anh lấy. Không thì ở đây cái gì cũng thiếu. Ở nhà đây mà không có được hết đâu. Anh về sớm nha. Ừ. Vâng. Anh sớm với em nha. Anh đi lấy được rồi về luôn mà. Vâng.
trời nóng, nóng như tới thóc đấy. Trời nắng thế này phơi khô phơi thóc là khô nhanh thôi. Mình đi đâu hôm nay nó không thấy đóng cửa nhỉ? Thế là mình chạy không thấy, chả thấy đâu, biết đi đâu rồi, ngoài nè. Biết đi đâu không thấy gì, may quá, nó không ở nhà, mình lấy cái chậu này để đi cho. Ở đây trọng cái này để không bên kia chả có khách. À, tìm con dao kia hôm qua toàn dao kho chả còn gì. Anh cái bé gì cho. Đấy, chiếu về cái chậu đi cho. Em ngủ à? Anh về rồi. Ờ. Mệt quá. Đi xong là lấy cái chiếu này vào trong cái dao này. Ừ. Anh từ đâu quá nhỉ? Lấy cả dao về. Mày anh không ở nhà anh mới lấy được. Ở nhà nó không cho.
bỏ này xuống để lấy cái chiếu mới. Là hai lớp hay là lấy ra? Để một lớp thôi chứ chỗ này bên này đậm lắm. Mà anh đâu lại một lớp thở lạnh. Quay cái quà đi. Chờ em. Lấy ba giải đi. Vừa không? Rồi, rồi. Được. Nha. Cái chậu. Chậu chắc để dưới giường đó nhỉ? Ngâm giường đi. Hay để kia nhỉ? Để đây cũng được. Đi lấy đó. Ngày mai đi làm gì được nhỉ? Cũng tìm đi xem tìm cái gì được thì làm thôi. Bây giờ em cũng... Không cái quả gì cái gì phải bán nhỉ? Vâng. Rồi có việc gì làm không? Nó có tiền. Rồi. Ôi nhờ cái cửa của mình rõ ràng mình đi có đóng cửa đâu mà thấy ai đóng cửa cho mình không nhỉ? Thế là cần gì về à? Ai không? Anh ơi. Nhà rồi còn chưa có gì ăn đi chợ mua ít rau nữa. Mình có khi còn ít tiền thôi. Tiền cũng sắp hết rồi.
Chắc chắn là anh này ở đây. Ông gì? Ông gì? Anh khát chồng em thế nhỉ? Thế thì trả công cho anh thôi. Nè. Trả công á? Ừ. Trả công gì? Trả thế nào? Chúng ta không biết à. Trả thế này này. Em thấy kêu khát khát khát. Không có ai đâu. Không có ai đâu mà. Không có ai á. Nói dối anh à. Không thật mà. Không phải nói dối đâu. Nói dối anh à? Ừ, em nghe thấy thật. Làm lại thì không có ai đâu. Mình nói dối với mình bao nhiêu lần. Thế đó, mai tao sẽ xử lý mày.